sai phạm điểm thi ở Sơn La, vì sao nghiêm trọng hơn Hà Giang, sau 5 ngày, vẫn chưa kết luận được, số bài trắc nghiệm bị sửa điểm. Sau 5 ngày rà soát điểm thi, trong cuộc gặp gỡ báo chí, vào trưa nay, ngày 23 tháng 7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định, tính chất của sự việc ở Sơn La, nghiêm trọng, và phức tạp hơn Hà Giang. Ông Mai Văn Trinh cũng đánh giá, sai phạm trong khâu chấm thi trắc nghiệm của Sơn La, ở mức tinh vi, đến nay vẫn chưa thể tiến hành, chấm thẩm định lại bài thi. Môn trắc nghiệm, để biết rõ sai phạm ra sao. Hiện tại, chưa xác định được, số lượng bài bị chỉnh sửa, là bao nhiêu. Vì file ảnh quét lưu lại, để chấm đang phù hợp, với phiếu trả lời trắc nghiệm. Đó là lý do, chúng tôi chưa chấm thẩm định lại. Bài thi trắc nghiệm. Mức độ của sai phạm rất nghiêm trọng. Hiện nay tôi không có đủ thông tin, để giải thích thêm. Chúng tôi chưa đủ thời gian, để kiểm đếm bao nhiêu bài thi trắc nghiệm, bị chỉnh sửa, vì số lượng bài thi rất lớn. Bài nào có dấu hiệu, nghi vấn bất thường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi có thể phát hiện được điều đó. Như thế, cũng là một sự nỗ lực rất lớn rồi. Hiện tại, Bộ Công an, và các đơn vị chức năng, đang nỗ lực điều tra làm rõ. Được biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phân tích, và nhận thấy, nhiều bài thi trắc nghiệm, đã bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án. Tuy nhiên, các bài thi này, đều trùng khớp, so với dữ liệu, gửi về Bộ Giáo dục Đào tạo, để chấm bài. Vì lý do này, tổ công tác đưa ra các quyết định sau. Tạm thời vẫn công nhận kết quả thi, các môn trắc nghiệm, của các thí sinh. Đã được công bố, ngày 11 tháng 7, năm 2018. Kết quả này tạm thời được sử dụng, để xét công nhận, tốt nghiệp trung học phổ thông. Và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm 2018, theo quy chế. Cơ quan chức năng, sẽ tiếp tục điều tra. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, để xác định dấu hiệu sai phạm, sửa bài thi trắc nghiệm, của một số thí sinh. Khi có kết quả điều tra, sẽ xử lý kết quả thi, của các thí sinh liên quan, theo quy chế. Kết quả đó, sẽ là kết quả thi chính thức. Của các thí sinh trong kỳ thi, Trung học Phổ thông Quốc gia, năm 2018. Trước đó, Tổ công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo và cơ quan điều tra mới chấm thẩm định lại 110 bài thi môn ngữ văn là những bài thi đạt điểm cao. Qua đó, phát hiện 12 bài thi có điểm thấp hơn so với chấm lần đầu, từ 1 điểm trở lên, trong đó có một bài có điểm thấp hơn 4,5 điểm so với chấm lần đầu. Căn cứ theo quy chế, Hội đồng chấm thẩm định quyết định sử dụng kết quả chấm thẩm định của 110 bài thi môn ngữ văn để thay thế cho kết quả chấm các bài thi này do Hội đồng thi, Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La đã công bố ngày 11 tháng 7. Kết quả chấm thẩm định của 110 bài này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018 theo quy chế. Trong những ngày tới, công tác điều tra tiếp theo về sai phạm ở những bài thi trắc nghiệm sẽ do Bộ Công an thực hiện. Rà soát điểm thi ở Sơn La, học sinh có điểm cao vượt trội đăng ký vào trường công an. Theo thầy Lò Thanh Sơn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 văn, trường Trung học Phổ thông chuyên Sơn La, em Trần Ngọc Dũng, thí sinh đạt 2 điểm 10, trong kỳ thi, Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, đăng ký xét tuyển vào ngành, nghiệp vụ cảnh sát, tổ hợp khối C03. Những giờ qua, dư luận đặt nghi vấn về những bất thường, trong điểm thi, của một số thí sinh, học khối chuyên khoa học xã hội, ở trường Trung học Phổ thông chuyên Sơn La. Nhưng lại có điểm thi, môn khoa học tự nhiên rất cao. Theo chia sẻ của một học sinh, lớp chuyên toán, trường Trung học Phổ thông chuyên Sơn La. Khi tỉnh công bố kết quả thi, Trung học Phổ thông Quốc gia, em và bạn bè đều bất ngờ. Lý do là những thí sinh, nằm trong top có điểm thi cao nhất của tỉnh, không phải là những thí sinh xuất sắc nhất. Điều khiến em ngạc nhiên hơn, nhiều thí sinh có điểm toán. Và các môn tự nhiên, cao vượt trội của tỉnh Sơn La năm nay, lại là người học khối xã hội, như lớp chuyên văn. Sử địa. Cũng theo học sinh này, trong số những thí sinh đạt điểm cao năm nay, có không ít em đăng ký nguyện vọng vào trường công an, quân đội và là con cháu của lãnh đạo trong tỉnh. Trao đổi với phóng viên, thầy Lò Thanh Sơn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 văn, trường Trung học Phổ thông chuyên Sơn La, cho biết lớp của thầy không có con lãnh đạo cấp tỉnh, huyện. Sĩ số lớp là 32 em. 100% là nữ, có 5 em đăng ký nguyện vọng vào ngành an ninh. Trong số này có em, Trần Ngọc Dũng, thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước. Với toán 9,6, ngữ văn 9,0, lịch sử 10, địa lý 8,25, tiếng Anh 10. Điểm trung bình là 9,37. Dũng đăng ký xét tuyển
Vào ngành nghiệp vụ cảnh sát, tổ hợp khối C03. Theo thầy Sơn, bố mẹ Dũng đều làm công an, trong hồ sơ chỉ ghi vậy. Nên chức vụ cụ thể ra sao, thì thầy không nắm chắc. Ở lớp của thầy chủ nhiệm, năm nay có hơn 10 bạn, đạt 25 điểm trở lên. Thuộc các khối. Phần lớn những thí sinh này, đăng ký vào các trường như Học viện An ninh, Học viện Tài chính. Thầy Sơn hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của các em đạt điểm cao này, và không nghi ngờ, ngay cả khi dư luận lên tiếng. Ngoài ra, thầy cũng cho rằng, bài thi trắc nghiệm, ngoài kiến thức, thì vẫn có sự may mắn trong đó, nên không ngạc nhiên, khi lớp của mình, có nhiều học sinh điểm cao. Gian lận thi cử ở Hà Giang, ba giáo viên Hà Nội phanh phui như thế nào? Một trong ba thầy giáo ở Hà Nội đã chia sẻ hành trình phanh phui câu chuyện gian lận thi cử ở Hà Giang ra ánh sáng với nhiều chi tiết bất ngờ. Ít ai biết rằng những thông tin tố giác đầu tiên là do ba thầy giáo Vũ Khắc Ngọc, Đỗ Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Tùng đang công tác tại một trung tâm giáo dục online ở Hà Nội. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn thầy giáo Khắc Ngọc về quá trình tiếp nhận, xử lý và công khai những tiêu cực trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 ở tỉnh Hà Giang. Giận run người vì quá bất công. Phóng viên, vì sao các anh lại nắm được những thông tin phản ánh tiêu cực ở Hà Giang? Thầy Vũ Khắc Ngọc, với giáo viên dạy online thường có mấy chục ngàn học sinh như mình có đến 40.000 em, khi mình viết lên Facebook hỏi về những học sinh đạt điểm cao nhất của kỳ thi năm nay, nhiều học sinh ở Hà Giang bày tỏ thái độ mỉa mai đối với các bạn ở tỉnh này nên thấy lạ. Xem Facebook của học sinh điểm cao ở Hà Giang thấy bất thường lắm. Bạn thủ khoa ở Phú Thọ khi chia sẻ kết quả thì gia đình, thầy cô, bạn bè vào chúc mừng rất hồ hởi, phấn khởi, thể hiện sự công nhận kết quả đấy. Trong khi đó, những bạn đạt điểm cao nhất ở Hà Giang thì im lặng hết. Nếu ai vào chúc mừng thì nhận được những biểu tượng phẫn nộ. Sau đó, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Giang gửi tin nhắn cho mình với thầy Hà, thầy Tùng, chia sẻ về chuyện điểm thi đó là bất thường, phi lý, bất công. Bằng trực giác của người thầy, mình cảm nhận chia sẻ đó là đúng, nhưng vấn đề là nó có xác thực hay không, vì thi trắc nghiệm sẽ có yếu tố may mắn mà, với lại phải có bằng chứng nữa. Phóng viên, điều gì khiến các anh quyết định đưa vụ việc ra ánh sáng? Thầy Vũ Khắc Ngọc, kỳ thi năm nay đặc biệt khi đề thi rất khó, khó đến mức một số giáo sư, tiến sĩ phải than không thể làm hết nổi. Nhiều học sinh học rất giỏi nói rằng bị sốc, tuyệt vọng vì điểm thi không như ý. Có bạn đóng cửa tự kỷ khóc suốt 2 ngày liền, thậm chí có bạn phải uống rượu, thuốc an thần mới ngủ được. Khi nhìn vào những điểm thi bất thường ở Hà Giang, mình thấy phẫn uất, giận run người vì quá bất công, tàn nhẫn. Nếu không có một nhóm nào đó thổi lửa, đứng mũi chịu sào để công khai, thì sự việc sẽ rơi vào quên lãng hoặc thông tin bị nhiễu loạn. Với tư cách là những người thầy và chịu trách nhiệm công dân, nhóm mình quyết tâm làm. Phóng viên, các anh có bị đe dọa không? Thầy Vũ Khắc Ngọc. Có một số người ẩn danh gửi tin nhắn đe dọa chúng tôi và đe dọa cả những em phản ánh thông tin. Lúc đầu nhóm có chút lấn cấn, nhưng khi nghĩ rằng khi tố giác tiêu cực cần sự dũng cảm và mưu trí. Lập kế hoạch đưa tiêu cực ra ánh sáng. Phóng viên, các anh đã xử lý mớ thông tin hỗn độn đó như thế nào? Thầy Vũ Khắc Ngọc, đầu tiên thầy Đỗ Ngọc Hà chia sẻ một vài tin nhắn của học sinh ẩn danh lên mạng xã hội, nhưng lúc đầu nhận được những phản hồi tiêu cực, nên cả nhóm suy nghĩ cần phải điều chỉnh lại ngay, tính toán đường đi nước bước, tránh việc có thể học sinh phụ huynh sẽ e ngại, không chia sẻ tiếp với nhóm. Nhóm bàn bạc về chủ trương và phương thức chia sẻ thông tin theo lộ trình như nào để đảm bảo thông tin không bị chìm xuống. Quan điểm chung là không khẳng định có tiêu cực mà chỉ ra những bất thường về mặt thống kê, phân tích dữ liệu thôi, nếu không rất dễ rơi vào trạng thái vu khống, bôi nhọ. Thông tin từng môn, từng khối với những điểm số biết nói được chia sẻ lần lượt, dữ liệu nào phải đưa ra trước, thông tin nào phải để dành để dự lửa cho sự kiện, cho đến khi báo chí vào cuộc. Khi báo chí lên tiếng, nhóm mình lại dẫn lại những phân tích của bài báo kèm theo đường link bài viết cụ thể để rộng đường dư luận. Phóng viên, giờ các anh còn thông tin nào để dành không? Thầy Vũ Khắc Điệp, những thông tin liên quan phục vụ cho điều tra, nhóm đã công khai đầy đủ rồi, còn lại đều mang tính chất riêng tư giữa thầy với trò, phụ huynh nên sẽ chia sẻ sau. Phóng viên, ngoài Hà Giang, các anh có nhận được phản ánh tiêu cực của học sinh, phụ huynh ở địa phương nào khác không? Thầy Vũ Khắc Ngọc,
học sinh phụ huynh ở những địa phương khác cũng phản ánh cùng lúc với Hà Giang, nhưng trong lúc cấp bách như thế, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn một con đường thôi và đã lựa chọn Hà Giang vì tập hợp được những con số bất thường rõ nét thuyết phục nhất. Phóng viên, những địa phương khác cũng phản ánh cụ thể là tỉnh, thành phố nào vậy? Hay Vũ Khắc Tiệp, có rất nhiều tin nhắn phản ánh gửi đến cả nhóm đọc hết không để lọt và dành cả một ngày sàng lọc xử lý thông tin. Tin nhắn chỉ là sự gợi ý về mặt trực giác, còn có thuyết phục không nằm ở sự kiểm chứng xác thực. Đến thời điểm này, mình thấy Hà Giang và Sơn La có những dữ liệu chỉ ra bất thường rõ ràng nhất. Còn những địa phương khác, mình không dám bình luận. Bạn biết rồi đấy, trên mạng xã hội, thông tin thật giả lẫn lộn. Sau vụ việc Hà Giang được phanh phui, thì những địa phương khác tự dư luận sẽ lên tiếng. Mình nghĩ Bộ Giáo dục Đào tạo và cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm làm rõ thông tin đó để giải tỏa nghi vấn cho dư luận.